Phụ nữ đừng để thua cho một chữ tình. Vẫn nhớ năm đó khi mình vừa sinh con đầu lòng, đang còn ở cữ. Ông xã mình làm nghề xây dựng và thường xuyên phải đi ra ngoài tiếp khách. Hơn thế, anh ấy còn là một người đàn ông cực kỳ cởi mở, nói năng rất cuốn hút. Vì vậy không tránh khỏi có ong bướm xung quanh. Và bản thân mình, có lẽ phụ nữ trong giai đoạn sinh con thì luôn có những ám ảnh, không tự tin về bản thân, hình dung rằng chồng mình sẽ có những mối quan hệ bên ngoài. Vài lần anh đi ra ngoài, mình thường xuyên gọi điện thoại, đến mức anh ấy cảm thấy giận dữ, không hiểu vì sao mình cứ gọi mãi. Và có lần đỉnh điểm, mình nghĩ lại sao lại khùng như thế, khoảng 2 giờ sáng anh vẫn chưa về và mình liên tục gọi điện không được vì anh đã tắt máy. Sau đó mình gọi taxi lên xe, bác tài hỏi cô muốn đi đâu, mình chẳng biết đi đâu, nước mắt thì ràn rụa, bảo bác tài cứ chạy đi. Sau vài giây mình lại nói bác cứ chạy xung quanh những quán bar ở Sài Gòn giùm con. Và trong đầu mình cứ nghĩ phải bắt quả tang tại trận, phải thấy cho bằng được hình ảnh chồng mình và một vài cô nào đó bước ra từ quán bar, xuất hiện điên cuồng trong đầu. Đi một vòng hơn một tiếng đồng hồ, chính khoảnh khắc đó đã khiến cho mình tỉnh táo trở lại và tự hỏi mình đang làm gì vậy, tại sao mình phải như thế. Tình cảm chỉ là một phần trong cuộc hôn nhân và cũng không hẳn chồng mình đang có lỗi với mình. Tất cả đều là những viễn cảnh do chính chúng ta tự diễn ra trong đầu. Nên mình tin rằng là một người phụ nữ, hãy cho mình sự tự do bên trong tâm trí của mình, đừng ràng buộc bởi những ý nghĩ tiêu cực. Nếu thật sự chồng có người thứ ba, đủ yêu thì bỏ qua, không đủ yêu thì hãy đứng lên, bước ra khỏi cuộc hôn nhân ấy và sống cuộc đời của mình. Mọi thứ vẫn còn ở tương lai. Đừng để thua vì một chữ tình mà đánh mất niềm vui, hạnh phúc từng ngày, từng phút, từng giây của bạn.